ai ơi đừng phân chia Nam Bắc chung. Một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung giàu. Dân con Việt Nam hằng mong bên tâm cố xây nhà Việt Nam. Nam Oan cho đến Cà Mau là nhà Việt Nam non nước tươi một màu. Yên vui anh trước em sau, đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau. Căng khăng thề tay nắm tay, cùng khao khát xây anh vinh quang sáng soi ngọn trời. Nhà Việt từ đây, chúng Nam Bắc cùng một lòng mừng vui. Sinh hoạt xã hội không thể vắng thiếu hai lĩnh vực chính trị và văn hóa. Tuy nhiên, từ nhiều ngàn năm trước đã có một cảnh báo là chính trị sai lầm sẽ giết một nước, văn hóa sai lầm sẽ hại muôn đời. Thưa khán giả, tù sách Tiếng Quê Hương do hai nhà văn Uyên Thao và Trần Phong Vũ chủ trương sắp cho ra mắt độc giả khắp nơi ba tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất tựa đề là Phiên bản tình yêu, tác giả là Vũ Biển Điền, là một tác giả hiện nay đang sống tại Việt Nam. Cuốn sách thứ hai tựa đề là Dạ Thực Quỷ, tác giả là Võ Thị Hảo, cũng là một người đang sống tại Việt Nam. Và cuốn sách thứ ba đó là cuốn Thú Người, dịch từ một tác giả đã từng đoạt giải Nobel văn chương, đó là nữ tác giả Hertha Müller. Người dịch sang bản Việt ngữ đó là Dương Hoàng Dung. Tủ sách Tiếng Quê Hương ra mắt tháng 9 năm 2000. Với chủ trương giới thiệu mọi thể loại tác phẩm có nội dung phản ảnh trung thực đời sống Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh một lò lửa hừng hực luôn thôi thúc bật lên các tiếng gào đòi hỏi mọi người cùng góp phần thúc đẩy một cuộc đổi thay. Tới nay tủ sách đã có mặt 20 năm, ấn hành 87 tác phẩm với tác giả thuộc nhiều thành phần khác biệt ở cả hải ngoại lẫn trong nước. Không ít tác giả ở trong nước đã phải trả giá cho sự lên tiếng bằng cảnh ngộ tù đầy hoặc bị bao vây ngược đãi như Tô Hải, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quẩn, Đặng Chí Hùng, Phạm Thanh Nhiên, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Kiên, Bùi Ngọc Tấn, Tạ Duy Anh. Cho tới lúc này, trước mắt chúng tôi chỉ hiện hiện một thắc mắc là những tiếng gào thảm thiết từng cất lên suốt 20 năm qua đã lan được tới đâu và tác động thế nào tới tim óc hơn 80 triệu nạn nhân mang huyết mạch Việt Nam đang chìm đắm giữa tai ương đau đớn. Cho đến bây giờ thì Tiếng Quê Hương đã có được tất cả khoảng chừng độ trên dưới 100 tác phẩm, một nửa ở trong nước và một nửa ở hải ngoại. Thì cái số tác giả trong nước thì có những người trước kia đã ở miền Nam. Tôi lấy ví dụ như là nhà văn Văn Quang, được gọi là nhà văn quân đội đó, rồi anh Nguyễn Thụy Long, rồi nhà văn Ma Xuân Đạo. Ngoài ra còn có những cái tác giả khác, rồi thì có Tạ Duy Anh, rồi thì có Phạm Thanh Nghiên, rồi có một cái người mà hiện nay ở đang ở trong tù là nhà báo Phạm Chí Dũng, có tác phẩm chính luận. Ở hải ngoại này thì cũng có một số tác giả nổi tiếng, thì như là nhà thơ Cung Trầm Tường, rồi có những tác phẩm của Vũ Thư Hiên, có những tác phẩm của Uyên Thao, có cá nhân chúng tôi cũng đóng góp được mấy tác phẩm.
Thế rồi thì có tác phẩm của Lê Thiệp, rồi có một số những tác phẩm khác được dịch thuật. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt như vậy để quý vị muốn biết thêm, xin tìm vào tủ sách Tiếng Quê Hương.